con chuột luôn. Rồi nó con chuột nó dính. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Cá đục liền không dính rớt rồi. Cái này dính hôm nay. Cái rồi không dính. Cái cá đầu tiên dính rắn còn chuột. Rắn một xíu. Lụm. Phân hết. Trời. Mày chứ rồi không chạy. Hai chiến luôn chứ. Chiếc này chạy đi, chạy bự bự đi. Đây. Chạy hành cũng trầm trọng lụm con chuột luôn mới vô luôn thành ba. Trời ơi lộn biết nè, con dành là nãy con lụm vô bảy cái nó chụp mới vô cái đầu à. Còn lòng thầm ngoài. Còn ngoài bẫy luôn. Vô đầu nó thụt ra bị sốc hôm lại. Đó, rồi thành ba bự với bộ. Hai lạng. Cái này được hả? Ừ. Hai lạng. Có gì xíu vậy? Có rắn đâu. Vậy được rồi. Túi nó hơn. Cho nó hơn. Đó vậy. Túi kia tôi đâu dám đem theo đem túi này. Để thứ kia không có chiếc nào trúng á. Túi kia chả bá nữa. Đừng có nhỏ chơi vậy. Thử coi cái này dính không. Mình đựng con, gọi mình hai con, ngon lành rồi. Lụm. Đó. Cái phân nè. Biết bự không à. Cái phân nè. Trời, thành ba. Thiệt tình. Vô đây với con hành ba. Trời ơi sáng giờ hai chồng. Thất thu rồi cả nhà. Thất thu rồi. Nè, nó rớt mà, nửa ký nè. Dính được 4 con ngon rồi, nó dính cặp rồi dạ, hai nhát vô. Ba con. Hả? Ba con. Như vậy? Ôi đó, trời ơi, lần không? Cả không? Hai con cỡ. Nó ra kìa, nó kìa, nó. Đó con nó bự đó. Nó. Mới ăn chuột. Cũng một ốc ngốc mà. Chuột nó thêm lạng nữa đó. Dính ba con được hả? Có. Nãy mấy cái kia thay rồi bỏ vô luôn. À. Con rồi. Rồi, thay túi lưới này khác liền thấy không? Để túi kia xui quá à. Còn con kia, còn ốc chuột luôn hả? Có hai con chuột luôn. Trời đã. Ơi, sáng giờ. Hai mình hai con lượm 5 con. Ní ní không. 5 con được ký rồi. Ừ, đắng bự. Tết hết rồi. Được ký lô đó. Tết. Gì đâu mình đâu hai con rồi. Gần nửa bảy rồi. Đuối vô. Rồi con chuột nó vừa tối. Rồi bây giờ bắt đầu qua khu ổ ong. Ổ ong dò dẻ. Không muốn hổm nó quánh chỗ nào? Quánh ngày mông. Mông bên trái phải không? Phải. Phải giờ này quánh bên trái nè. Con gì không khủng quá. Sáng giờ mini không à. Đây nè.
lộn cái gì hết. Trời ơi, nó nhẹ cái bóng. Hả? Được không? Dạ. Trời ơi. Đừng nó nằm mấy đây em giảo này lên nhẹ xìu à. Rồi. Rồi con gì bự luôn á. Thôi đã hết hồn của dí á. Giảo lên tỉnh Trung Quốc nữa rồi chứ. Rồi nhắc nhớ lại luôn. Ồ, thiệt tình đá gì đâu đã. Sáng thì em bé không? Không. Hả? Không dùng thè em đây luôn nè. Ừ, biết rồi. Để cho ngay ngay. Trời ơi, ngon. Mới thấy. Trời ơi. Mới thấy con rắn này bự. Nó. Cái gì không được nhất nữa hả? Không được. Con chuột này gì? Sáng giờ hai chồng em đi mới thấy con này bự nè cả nhà, sáng giờ nhí nhí. Đây con phân. Nó. Con bự nhất. Rồi, đi. Rồi hết 3 bịch lúa, 4 bịch lúa rồi Vinh. Nó. Rồi còn chuột luôn, mập lúc luôn chuột. Địch, địch. Tẹt, tẹt, tẹt luôn. Rồi, giúp thầy đừng vô. Nó ngon lành. Đó, thấy không? Có gì đâu. Trời, nó bự. Đi quẩy đây. Về lại chỗ này nó còn rắn. Còn rắn. Còn rắn. Lần dính tí tí không à. Ờ, rắn. Ngon lành. Không tới nửa lạng. Chuột cắn. Đi nào. Qua như anh ở đây chuẩn bị qua hả? Không biết rồi, hỏi nó để hỏi lại cho nó lấy trước. Chuột kìa. Con chuột. Hả? Ai biết, hỏi lại đây. Lượm nó kia còn bạn nó qua hút giùm mẫu ông. Trời ơi ông. Ông bự bằng cái thúng vậy. Đấy kia kia. Không quánh lượm giờ. Nãy đi tham qua tham thấy ổ nằm ngay trên đầu. Bự bằng cái thúng luôn. Kêu qua lấy giùm ta chứ để quánh. Quánh sáng vậy chứ chứ không ạ. Quánh ta mệt lắm. Nó nhiều chứ bộ cả ký rồi đó. Cỡ ngón tay không à. Thằng anh có bàn giọng ngoài không? Ôi. Ghê quá. Tao đi lại đi gần gần quay thử coi. Có bàn giọng ngoài hả? Đi lại thấy vô cái cái tính ông luôn cả nhà ơi. Đó. Ôi ôi vô ông. Ông hay ông mập cọp hả anh? Ông này quýnh cái bò rống luôn nè. Nghe anh cho bá hiểu luôn. Ghê quá, quá trời luôn, quá trời con nó luôn. Bà đặt dưới đây hả? Ừ. Không thấy đâu. Chưa nghe quá ông luôn. Đâu, nghe nghe giờ nghe em qua nó hút ông nè. Đó, nghe. Nghe, nghe. Ê, cái bay trên đậu kìa. Ghê vậy. Có bẫy còn nằm dưới á. Nó có bẫy còn á. Nó lỗ này nhỏ. Ghê nhỏ hả? Nhỏ. Nữa hả? Nhỏ này chừng trăm mấy trăm con cái gì. Giờ em qua chuẩn bị mà thay đồ qua hút nè. Rồi bu giờ nó tản ra quá trời luôn. Lại quay nhanh kính nè. Sao? Bây giờ dựng máy đâu nè, mất dựng nè. Thấy người ra đó. Ghê quá. Rồi nó bay ra kìa. Hello, chào cả nhà. Đó, nghe em vợ qua không? Lần sáng giờ chưa chào. Chào cả nhà. Giờ dựng máy đâu ta? Giờ này mặc bộ đồ xong thôi. Mặc bộ đồ vô hầm dữ lắm. Ừ,
ra kìa. Nghe tiếng người rủ ra. Cái vậy? Ra quá ra vậy. Đâu ra. Cái à. Nhộng ong quá trời luôn rồi. Nó cháo. Có con nào ở đây không? Bay đâu mất. Ê. Con né. Con này nó chích bọc. Rồi nhộng nè. Này câu cá đã không ta? Ôi cái con của nó vậy hả? Ừ. Con nấu nút vậy hả? Này có 2 tầng còn nhỏ. Dây nè mới đã mà. Mình có chục tầng mới ngon. Lấy ra con được không? Được không? Được. Con tay á. Con sâu. Nè. Nè ăn đi. Ừ. Coi đâu. Ơi. Ừ. Ở giống sâu. Cái gì bạn nhắc vô đi. Sâu chang luôn á. Nấu cháo mà ăn ngon lắm. Xài mồi rồi. Đó, nhúc 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 nè. Ừ. Có 2 tầng không ngon. Nó làm bự cái này cũng lâu lắm chứ bộ. Ông này mới chừng nửa tháng gì. Nửa tháng hả? Ừ. Nửa tháng làm cái đó dữ vậy. Trời ơi. Nè,
gỗ nè, qua em hốt nè. Nó có 3 tháng trời mà nó cỡ này nè. Ủa cái này cả trăm con á. Hơn á. 70 à. Này 60-70 con được bình rượu à. Này làm được bình rượu. Được bình rượu lít. Cái này làm chiếc nào cũng dính. Dính nữa. Thằng nhỏ không à. Còn chuột luôn, cái này ai giục ra không có quay luôn. Ai giục lụm giục, giục ra tuốt ngoài luôn. Vì dính được rắn. Còn chuột luôn á. Dừng chuột cái chạy á. Dạ không mất bẫy hả? Đó, rắn. Đó con chuột anh bắt đi. Ừ. Anh bắt con chuột không phóng ra. Đất không? Làm nên tưởng nặng lắm. Kìa, nó chui kìa. Thử chứ bộ. Ngày nay rắn dày dày không? Được có con gì. Ngựa này nấu cháo nha. Nếu hồi nãy dính con nào thì nấu cháo con đó mày. Không nấu cháo nó cũng thả à. Có được mà, này 4 lạng. Làm tới 4 lạng. 4 lạng, nấu 4 lạng đi mình rắc được. Anh đã thấy em rồi. 3 lạng. Nó nấu cháo ngựa với dọn được rồi. Với hai hành nhất nhà nữa. Đợi hành nhất đâu. Có hành nhất đây. Ờ, cần thử coi, đang cần của mình đi. Nhà con gì không? Hả? Nhà con gì có cháo được không? Nó có gì đâu, có hành không à. Trời, 1,5 kg thiệt. Chiếc nào cũng 1,5 kg á trời. Ngon rồi. 1,5 kg đúng luôn, trừ lừa lưới còn 1,4-50 kg. Rồi con chuột thúi nữa còn 1,4 kg. Hai chồng đi sáng giờ được còn có 1,4 kg rắn à. Uống lộn đây. Uống lộn chắc 1,2 kg quá. Đó. Chứ rồi 1,5 kg chứ này cũng 1,5 kg. 1,5 kg luôn. Sự lưới còn 1,4 kg. Kỳ vậy. Tính ra rắn chết nữa còn thứ hai, con còn rảnh nè. Rồi xong. Tạm biệt cả nhà. Em chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà nha. Mà thất thủ như nó rồi. Thất thủ nặng nề.